Câu 186 đến câu 190 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là một cái list, danh sách hay là bảng liệt kê. Bài số 2 là thông tin, bài số 3 là email ha. Câu 186, điều gì được nói về Miss Crow? Về từ khóa chính là Miss Crow phải không nào? Xe bản trước nha câu A. Cô ấy đã viết những cái bài hát cho các album của Ken Lewis. Câu B, cô ấy đã cộng tác với cùng một nhà soạn nhạc cho tất cả những album của cô ấy. Câu C, cô ấy vẫn chưa có được một cái bản hit đứng vị trí thứ nhất nào cả. Câu D, cô ấy đã thu âm tất cả những bài hát của cô ấy với Live Orchestra. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Crow đang ở vị trí nào em nhé. Câu đầu tiên mình nhờ bài số 1 trước nha em. Bài số 1 là một cái danh sách, một cái bảng liệt kê những cái bài hát thu âm bởi Shania Crow. Và đây có 5 cái album phải không nào? Và em xem là hầu như ở cái mục nào cũng thấy xuất hiện Miss Crow cả. Và nếu chúng ta dò hết cả bài này rất là lâu em, mình dò từng đáp án em nha, coi ai trước. Coi là viết những cái bài hát cho các album của Ken Lewis, về từ khóa chính là Ken Lewis phải không nào? Rồi em dò xem có không, nằm ở vị trí nào. Ngay từ đầu luôn nha. Ở đây form nào, rồi đọc câu này nha. Cái album đầu tiên là Miss Summer Daydream, là cái album được thu âm đầu tiên của Miss Crow. Từ những năm thập niên 80, là một cái bộ sưu tập những cái bài hát hầu như là tự sáng tác, tự viết, cùng với một số bài được compose, được soạn, được sáng tác bởi người cộng tác Ken Lewis. Vậy thì mình suy được một điều là gì em? Ken Lewis chính là người cộng tác của Miss Crow. Và Ken Lewis chính là người viết một số bài hát cho Miss Crow, chứ không phải Miss Crow là người viết bài hát cho Ken Lewis phải không nào? Vậy câu A là sai phải không? Câu A nó bị ngược thông tin rồi ha. Rồi tiếp câu B đi em. Cô ấy đã collaborated, đã cộng tác với cùng một nhà soạn nhạc, một người sáng tác nhạc cho tất cả những album của cô ấy. Vậy thì bây giờ mình dò tiếp những album còn lại xem có phải là Ken Lewis hay không ha. Rồi tiếp em, album đầu tiên là Ken Lewis cộng tác rồi nè. Tiếp album thứ hai có Ken Lewis hay không? Đây, đọc thử nha em nha. Trong cái album thứ hai thì Crow lại cộng tác nữa với lại Ken Lewis. Vậy là có nè, tiếp album thứ ba. Có không em? Đây có Ken Lewis nè, đọc nha em nha. Nhiều người gọi cái album thứ ba của Crow là cái tác phẩm hay nhất của cô ấy. Rồi những cái sự phối nhạc thú vị nè, và những cái lời bài hát thông minh được viết bởi Ken Lewis. Ồ, vậy là có luôn rồi phải không nào? Tiếp, album tiếp theo đi em, có Ken Lewis hay không? Đây, đọc thử nha. Cái album này thì được bán 2,8 triệu bản. Và tất cả những cái bài hát được viết cộng tác với Ken Lewis. Vậy là có luôn phải không nào? Album cuối cùng đi em. Đây có Lewis nữa này em, cùng đọc nha. Cái album thì chứa 2 cái bài hát mới được viết bởi Crow và Lewis. Ok, vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B phải không nào? Là cô ấy cộng tác với cùng một người soạn nhạc, một người sáng tác nhạc cho tất cả các album, và cụ thể đây chính là Ken Lewis phải không nào? Đáp án là câu B ha. Câu 187. Critics, những nhà phê bình thích nhất cái nào trong số những cái album của Miss Crow? Về từ khóa chính là Critics Like Best phải không nào? Đáp án là tên của các album. Và mình sẽ dò từ khóa xem nó xuất hiện ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp bài số 1 ha, bởi vì bài số 1 đang nói về các album mà. Đây nè, có 5 cái album nè, cùng đọc em nhé. Em dò xem chỗ nào nói về thích nhất. Cái thứ nhất có hay không? Không có phải không nào? Cái thứ hai có nói gì về thích nhất hay là nhà phê bình không? Cũng không có luôn. Cái thứ ba, ở đây có từ best nè em, đọc câu này thử nha. The Temptation, nhiều người thì nói rằng là cái album thứ ba của Miss Crow là cái tác phẩm hay nhất của cô ấy cho đến nay, cùng với cái sự phối nhạc interesting, thú vị, và những cái lời bài hát intelligent, thông minh được viết bởi Ken Lewis. Ở phía sau có từ critical, em cùng đọc nha. Despite, mặc dù nhận được rất là nhiều cái acclaim, cái lời ca ngợi từ giới phê bình, vậy chắc chắn đáp án là câu nào rồi em? À, câu A phải không nào? Là The Temptation, chính là cái album mà những nhà phê bình, các nhà phê bình họ thích nhất ha. Ok. Câu 188, what is true, điều gì đúng về On the Whole? Về từ khóa chính là On the Whole phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó giành được cái award, một cái giải thưởng cho cái album hay nhất của Bi. Nó không có được thích bởi người hâm mộ, mặc dù là nhận được acclaim, sự ca ngợi, sự khen ngợi từ giới phê bình. Câu C, nó đã đạt được cái doanh số bán hàng cao nhất trong số tất cả những cái album của Miss Crow. Câu D, nó bao gồm một cái bài hát đứng hàng 3 trong các bảng xếp hạng quốc tế. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem On the Whole nằm ở vị trí nào em nha. Ở đây form nào là cái album cuối cùng trong cái danh sách luôn đây em, rồi cùng đọc nha.
On a Whole chính là cái album được tung ra thứ 5 của cô ấy, phải không nào? Và Kron đã re-recorded, đã thu âm lại 10 trong số những bài hát nổi tiếng nhất của cô ấy với Live Orchestra. Cái album này thì contains, chứa hay là bao gồm hai bài hát mới được viết bởi Kron và Lewis. Không có thông tin nào để chọn đáp án hết, phải không nào? Bây giờ tiếp bài số 2 đi em. Rất có thể là câu liên hệ giữa hai bài ha. Rồi em cho bài số 2 xem có nói gì về On a Whole hay không. Đoạn thứ nhất không có, phải không nào? Đoạn tiếp theo, ở đây có Fifth Album là cái album thứ 5. Mà cái album thứ 5 đó em chính là On a Whole, phải không nào? Vậy đọc câu này nha. Cô ấy sẽ ở đây để mà perform, trình diễn một trong hai ca khúc mới từ cái album thứ 5 của cô ấy, cái mà được viết cùng với cái người cộng tác là Ken Lewis. Chưa các bạn đọc tiếp thử nha. Entitled được đặt tựa đề là The Beginning of the End. Bài hát này đã được đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Vậy thì em xem nào, đáp án là câu nào vậy em? À câu đi, phải không nào? Là cái album này á, nó có chứa một cái bài hát mà được xếp hạng thứ 3 trong cái bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế ha. Đáp án là câu đi. Ok. Có 189 Mr. Rivers yêu cầu Miss Oliver làm gì về từ khóa chính là Mr. Rivers và Miss Oliver, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Cung cấp cho máy thông tin liên hệ của một ca sĩ. Câu B. Đăng cái tập mới nhất của một cái chương trình talk show. Câu C. Làm việc trong một cái chương trình sắp tới. Câu D. Trở thành nhà sản xuất, người sản xuất cho một cái bộ phim. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dõi xem Mr. Rivers và Miss Oliver đang ở vị trí nào em nhé. Rồi bài số 3 có chứa hai cái tên này, form nào? Đây là một cái email gửi đến cho Miss Oliver, gửi từ Mr. Rivers. Đọc bài này em nhé. Chủ đề của email là một cái sự cung cấp hoặc là đề nghị công việc. Dear Miss Oliver, tôi sản xuất và chỉ đạo những cái chương trình documentary cho The Music Network. Tôi hiện tại thì đang chuẩn bị cho một loạt những cái tập về những musicians, ca sĩ nổi tiếng mà đã influential, đã có ảnh hưởng đến văn hóa. Tôi hy vọng là sẽ có thể interview, phỏng vấn được nhiều nghệ sĩ, giống như là Miss Crone trong chương trình của chúng tôi. Tôi đã miss, bỏ lỡ cái buổi interview phỏng vấn livestream trực tiếp của bạn với Miss Crone, nhưng mà đã caught on, đã xem lại cái tập này và cái lần chiếu tiếp theo của nó và thoroughly, hoàn toàn thích nó. Tôi rất là impressed, ấn tượng với lại cái rapport của bạn với Miss Crone. Chưa có đáp án luôn phải không nào? Chưa có thông tin gì về việc là Mr. Rivers yêu cầu Miss Oliver làm gì cả. Và mình đọc tiếp cái đoạn cuối cùng luôn em nha. Tôi đang tìm kiếm để mà tuyển chọn một interviewer, một người phỏng vấn cho một loạt những cái tập của chúng tôi. Đồng nghiệp của tôi và tôi muốn biết rằng á, liệu rằng bạn có quan tâm đến cái việc thực hiện cái vai trò này không? Nếu mà quan tâm thì tôi có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin. Vậy thì rõ ràng Mr. Rivers yêu cầu Miss Oliver làm gì vậy em? Trở thành interviewer, người phỏng vấn cho một loạt những cái tập trong chương trình sắp tới của Mr. Rivers, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C phải không nào? Là làm việc cho cái chương trình sắp tới của ông ấy ha. Ok. Câu 190, Mr. Rivers đã xem cái buổi phỏng vấn của Miss Crone khi nào? Lúc nãy mình đọc rồi phải không em? Ở bài số 3. Câu nào vậy em? Ở đây phải không nào? Em đọc lại nha. I missed, tôi đã bỏ lỡ cái buổi phỏng vấn trực tiếp của bạn, là của Miss Oliver đó, với Miss Crone. Nhưng mà đã caught on, đã xem lại cái tập này vào cái lần chiếu tiếp theo của nó và hoàn toàn thích nó. Vậy có nghĩa là gì vậy em? Mr. Rivers đã bỏ lỡ cái buổi chiếu phỏng vấn trực tiếp và đã phải xem lại vào cái lần chiếu tiếp theo, phải không nào? Nhưng đáp án là gì em? Đáp án là những cái ngày cụ thể 9, 10, 11 và 12. Vậy đây chắc chắn là câu liên hệ giữa hai bài rồi. Vậy mình dò ngược cái bài ở trên đi em. Dò ngược lên bài số 2 ha. Xem có ngày tháng cụ thể hay không. Ở đây có ngày 9 nè em. Và có ngày 10 và ngày 11 nữa. Vậy mình đọc thông tin ở hai cái chỗ này nha. Ngày 9 tháng 8 là gì? Là cái ngày mà cái show hàng tuần diễn ra. Show này là show gì? Đọc cái câu ở phía dưới nha em nha. Là những cái mô tả của cái show đó, để em đọc thử xem. Join, hãy tham gia cái show này cùng với Miss Oliver để mà có được những cái bài nhận xét, đánh giá về bài hát nè, những cái tin tức về âm nhạc và cái buổi phỏng vấn trực tiếp, live interview, cái buổi phỏng vấn trực tiếp cùng với ca sĩ, nhạc sĩ Shania Crone. Và ngày 9 tháng 8 chính là cái ngày diễn ra cái buổi phỏng vấn trực tiếp của Shania Crone và Miss Oliver. Và ngày này chính là ngày mà gì em? Mà Mr. River đã bỏ lỡ, phải không nào? Và đáp án không thể nào con này được hết. Rồi mình đọc tiếp đi em. Ngày 10 và ngày 11. Đọc câu này nha. The episode, cái tập này á, thì rebroadcast, là chiếu lại để em phát sóng lại đó. Cái tập này sẽ được phát sóng lại cùng giờ vào ngày 10 và ngày 11 tháng 8. Và ngày 10 và ngày 11 tháng 8 chính là cái ngày mà nó chiếu lại. Vậy đáp án chỉ có thể là ngày 10 hoặc ngày 11 thôi. Vậy theo em là ngày 10 hay ngày 11? Ngày 10 phải không nào? Bởi vì Mr. Rivers nó là gì?
Nhưng mà tôi đã xem lại cái tập này vào lần chiếu tiếp theo của nó. Lần chiếu tiếp theo của nó chính là lần chiếu tiếp theo của cái buổi trực tiếp, phải không nào? Vậy thì chắc chắn nó là lần chiếu lại đầu tiên rồi. Vậy đáp án là ngày 10 tháng 8 hay em ha? Đáp án sẽ là câu nào vậy em? À, câu B phải không nào? Ok. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ được highlight trong bài này các em nha. Bài số 1 mình có từ recordings là những bản thu âm đấy em. Musical recordings, những bản nhạc thu âm bởi Shana Crow. Cái album đầu tiên là Miss Summer Day's Dream, là cái album, cái album được thu âm đầu tiên của Miss Crow từ những năm 80, là một cái bộ sưu tập của những cái bài hát hầu như là tự viết, tự sáng tác, cùng với một số bài hát được compose. Động từ compose là soạn hay là sáng tác đấy em. Được soạn, được sáng tác bởi collaborator, danh từ là người cộng tác ha. Bởi người cộng tác có tên là Ken Lewis. Cái album này á đã bán 3,5 triệu bản và propel Crow to fame. Mình có từ fame là danh từ của từ famous, là sự nổi tiếng nè. Propel somebody to fame là đưa ai hoặc là đẩy ai đến cái sự nổi tiếng ha, và đã đưa Crow đến cái sự nổi tiếng. Cái album thứ hai là Listen Here. Trong cái album thứ hai của cô ấy thì Crow lại một lần nữa collaborate, là cộng tác đem, động từ ha, lại cộng tác cùng với Ken Lewis, và hai bài hát mà họ cùng viết đã trở thành những cái bản hit đứng đầu. Những cái bình luận nhận xét mạnh mẽ về cái album này đã appeal, là thu hút ha, thu hút nhiều fan hâm mộ. Cái album thứ ba là The Temptation. Nhiều người thì gọi cái album thứ ba của Crow chính là cái tác phẩm hay nhất của cô ấy cho đến nay, bởi vì những cái sự phối nhạc thú vị và những cái lời bài hát intelligent, thông minh được viết bởi Ken Lewis. Despite, mặc dù là nhận được acclaim, là sự ca ngợi hay là khen ngợi đấy. Mặc dù là nhận được nhiều cái sự khen ngợi, ca ngợi nhất từ những nhà phê bình, nhưng mà cái album này á chỉ bán moderately, là ở cái mức độ vừa phải, không có được nhiều đấy. Moderately, ở mức vừa phải ha. Chỉ được bán ở cái mức độ vừa phải, không có được nhiều. Và Bright Days Ahead là cái bài hát soul. Mình có từ soul là duy nhất đấy. Duy nhất, độc nhất ha, là cái bài duy nhất trong cái album này mà lọt vào top 10, top 10, được không nào? Rồi tiếp, cái album thứ tư là Little Talks. Sau một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thì Crow đã trở lại cùng với cái album Reflective, là sâu sắc đêm, cùng với lại cái album sâu sắc này ha. Rồi những cái đánh giá nhận xét của những nhà phê bình thì đã được hòa lẫn, trộn lẫn, nhưng mà fan appreciated đã nhận ra cái similarity. Album thứ tư là Little Thoughts. Sau một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thì Crow đã trở lại cùng với cái album Reflective, mình có từ Reflective là sâu sắc đây, cùng với cái album sâu sắc này. Album thứ tư là Little Thoughts. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì Crow đã trở lại cùng với cái album Reflective là sâu sắc đây, cùng với lại cái album sâu sắc này. Những bài đánh giá nhận xét phê bình á đã được hòa lẫn trộn lẫn, nhưng mà fan đã nhận ra cái similarity, là cái sự tương đồng đấy, sự tương tự, sự tương đồng ha, cái sự tương tự của nó với một số những cái tác phẩm đầu của Crow. Cái album đã bán được 2,8 triệu bản và tất cả những cái bài hát được viết là cộng tác với Ken Lewis. Cái album cuối cùng là On The Whole, là cái release, mình có từ release đem, vừa là danh từ vừa là động từ ha. Động từ là tung ra, ra mắt, còn danh từ là cái sự tung ra, sự ra mắt, hay là các tác phẩm được tung ra, được ra mắt, được không nào? Là cái album được tung ra thứ 5 của cô ấy. Crow đã re-recorded, đã ghi âm lại 10 trong số những cái bài hát mà nổi tiếng nhất của cô ấy với orchestra, mình có từ orchestra là ban nhạc đem, ban nhạc nha, cùng với một cái ban nhạc live, ban nhạc sống, ban nhạc trình diễn trực tiếp ha. Cái album contains, mình có từ contain là chứa hay là bao gồm nè. Cái album này thì chứa bao gồm hai cái bài hát mới được viết bởi Crow và Lewis. Ok, rồi bài số 2 ha. Bài số 2 là một cái thông tin trên một cái trang web ha. Home là trang chủ nè, thông tin nè, next broadcast, cái chương trình phát sóng tiếp theo ha.
broadcast là phát sóng nè, hoặc là cái chương trình phát sóng. Episode là tập, tập phim hay là tập chương trình ha. Contact liên hệ. Join us, hãy tham gia cùng với chúng tôi vào mỗi Chủ nhật lúc 7:30 tối để mà xem được cái broadcast, là cái buổi phát sóng trực tiếp Music Talk của cái chương trình Music Talk cùng với Melissa. Catch up on, mình có từ catch up on là dành thời gian để làm cái việc gì vì đã không làm trước đó đem, và chỗ này là xem lại đem ha. Hãy xem lại những cái show cũ bằng việc click vào cái mục episode ở phía trên, được không nào? Rồi, cái show hàng tuần cho ngày 9 tháng 8, hãy tham gia cùng với Melissa Oliver để mà xem được những cái bài nhận xét đánh giá về bài hát nè, những cái tin tức âm nhạc và cái buổi phỏng vấn trực tiếp cùng với musician, ca sĩ và songwriter, cái người sáng tác bài hát đem, là nhạc sĩ ha, là Shana Krohn, sinh ra ở Halifax, Nova Scotia. Cái career, cái sự nghiệp của Krohn á, đã span, mình có từ span là kéo dài đem, kéo dài qua ha, span. Sự nghiệp của Krohn đã kéo dài qua decades, là hàng thập niên. Và cô ấy sẽ ở đây để mà perform, động từ perform là trình diễn nè. Perform có nhiều nghĩa lắm, nhưng trong cái ngữ cảnh về nghệ thuật có nghĩa là trình diễn nha em nha. Ở đây để mà trình diễn một trong hai cái ca khúc mới từ cái album thứ 5 của cô ấy, cái mà được viết cùng với cái người cộng tác là Ken Lewis, entitled, được đặt tựa đề là The Beginning of the End. Cái bài hát đã được đứng ở cái vị trí số 3 trong cái charts. Mình có từ charts là cái bảng hay là cái đồ thị đen trong cái bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế ha. Cô ấy cũng sẽ discuss, thảo luận bàn bạc về cái tác phẩm Previous, là trước đây đen. Previous là trước đây ha. Cái tác phẩm trước đây của cô ấy, và lên kế hoạch cho một cái tour lưu diễn international quốc tế, bắt đầu vào ngày 28 tháng 8. The episode, và cái tập này sẽ được rebroadcast, phát sóng lại cùng giờ vào ngày 10 tháng 8 hoặc là ngày 11 tháng 8, được không nào? Bài số 3 là một cái email gửi đến cho Miss Oliver, gửi từ Mr. River. Chủ đề là cái sự cung cấp đề nghị công việc. Ngày gửi là 12 tháng 8. Dear Miss Oliver, tôi sản xuất và direct, là hướng dẫn hay là chỉ dẫn em, và chỉ dẫn chỉ đạo những cái chương trình documentary về phim tài liệu cho The Music Network. Tôi hiện tại thì đang preparation. Mình có từ preparation là danh từ của động từ prepare, là sự chuẩn bị nha em nha. Tôi thì hiện tại đang chuẩn bị cho một loạt những cái tập về những musicians, ca sĩ nổi tiếng, những người mà đã influential, tính từ là có ảnh hưởng đấy. Còn động từ và danh từ là influence, là ảnh hưởng ha. Những ca sĩ mà đã có ảnh hưởng về văn hóa, chúng tôi hy vọng là sẽ có thể interview, phỏng vấn được nhiều artist, nghệ sĩ giống như là Miss Crow trong chương trình của chúng tôi. Tôi đã miss là bỏ lỡ đêm. Tôi đã bỏ lỡ cái buổi phỏng vấn trực tiếp của bạn với Miss Crow, nhưng mà đã caught on, đã xem lại cái tập này và cái lần chiếu tiếp theo của nó, và thoroughly. Mình có từ thoroughly có hai nghĩa. Thứ nhất là hoàn toàn, thứ hai là kỹ lưỡng ha. Ở đây có nghĩa là hoàn toàn đêm. Và hoàn toàn thích nó. Tôi rất là impressed, ấn tượng với cái rapport. Mình có từ rapport là cái khả năng giao tiếp hòa hợp đem ha. Và rất là ấn tượng với cái khả năng giao tiếp rất là hòa hợp với của bạn với Miss Crow. Tôi đang tìm kiếm để mà tuyển chọn một interviewer, một người phỏng vấn cho một loạt những cái tập của chúng tôi. Và colleague, mình có từ colleague là đồng nghiệp đem. Và những người đồng nghiệp của tôi và tôi thì muốn biết là liệu rằng bạn có quan tâm đến cái việc feel. Thường thường mình gặp từ fill có nghĩa là làm đầy hoặc là điền vào cái gì đó, nhưng mà fill đi với từ role là thực hiện hay là giữ một cái vai trò đấy em. Muốn biết rằng là liệu bạn có quan tâm đến việc thực hiện cái vai trò này không. Nếu mà quan tâm thì tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho bạn, được không nào? Rồi ký tên ha. Có 186. Câu B mình có từ composer. Composer là danh từ của động từ compose, có nghĩa là người sáng tác, nhà sáng tác ha. Rồi tiếp câu 188. Mình có từ award, danh từ là phần thưởng hay là giải thưởng nè. Tiếp theo câu B mình có từ dislike. Like là thích, còn dislike là không thích ha. Rồi câu D mình có từ rank là xếp hạng nha. Xếp hạng nha. Xếp hạng, xếp vị trí đó. Rồi ok. Câu 191 đến câu 195 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là quảng cáo, bài số 2 là một cái form biểu mẫu, bài số 3 là một cái email ha.
Có 191 cái điều gì không được đề cập đến như là một feature đặc điểm của News Incorporated về từ khóa chính là News Incorporated form nào? Đó là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc vào giờ từng đáp án em nha. Câu ai trước? Writers, những tác giả giành được giải thưởng. Rồi mình vào xem có không nha. Có đầu tiên mình vào bài số 1 trước nha em. À, trên tựa bài đã có cái từ News Incorporated rồi, về cả bài này sẽ nói về nó đó. Mình vào xem có tác giả giành được giải thưởng hay không nha. Đoạn số 1 có không em? Không có phải không nào? Đoạn số 2 đi em, xem có không? Tác giả giành được giải thưởng. Không có luôn, đoạn cuối cùng. Cũng không có luôn em, vậy đáp án rất có thể là câu A bởi vì không thấy đề cập phải không? Nhưng để chắc hơn mình dò tiếp B, C, D nha. Câu B nào? Cái sự tiếp cận đến cái images, những cái hình ảnh, về từ khóa là hình ảnh, em dò xem có hình ảnh hay không nha. Ở đây form nào? Nó không có từ images, nhưng có từ pictures. Khi mà vào từ khóa em để ý vào những cái từ trái nghĩa, đồng nghĩa, những từ có ý nghĩa tương tự nữa nha. Nhập câu này thử nha. Thêm một lý do khác thì chúng tôi đăng rất là nhiều những cái hình ảnh online liên quan đến những cái sự kiện hiện tại. Vậy là câu B có đề cập. Phải không nào? Tiếp câu C nha. Cái sự cập nhật continuous liên tục, em dò xem có continuous updates hay không. Đây có từ updated continuously nè, em đọc thử nha. Cái thứ nhất là họ có những cái tin tức mà được cập nhật một cách liên tục. Vậy là câu C cũng có đề cập luôn em. Rồi tiếp câu D nha. Cái phần bình luận của người sử dụng, em vào xem có bình luận hay không. À, nó không có từ comments nhưng có từ gì em? Post opinions. Là đăng những cái ý kiến, những cái quan điểm cá nhân. Ý kiến cá nhân chính là bình luận đó. Em đọc câu này thử nha. Và tất nhiên là bạn sẽ có thể đăng những cái ý kiến, những cái quan điểm của bạn và đọc những cái ý kiến của người khác. Vậy là cũng có nói về cái phần bình luận của người sử dụng phải không nào? Vậy chỉ có thể đáp án là câu nào thôi em? À, câu A là hoàn toàn không có đề cập tới ha. Ok. Câu 192, how can, làm thế nào, bằng cách nào thì subscribers có thể access, truy cập, tiếp cận cái video footage? Về từ khóa chính là access video footage form nào? Xe bán trước nha câu A. Bằng việc nhập một cái promotional code mà khuyến mãi. Câu B, bằng việc thanh toán cái việc đăng ký mua theo dõi định kỳ 1 năm. Câu C, bằng việc sign up, đăng ký cho một cái tạp chí online. Câu D, bằng việc đăng ký mua theo dõi định kỳ một cái ấn bản in. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa là access video footage đang ở vị trí nào em nha. Chờ tiếp bài số 1 ha. Đoạn số 1 có nói gì đến những cái video không? Không có phải không nào? Đoạn số 2 có không em? Ở đây form, dòng cuối luôn có từ videos, đọc câu này thử em nha. Readers, độc giả cũng có thể access to, tiếp cận, truy cập đến những cái tài liệu thưởng thêm như là videos bằng việc subscribing, đăng ký đặt mua định kỳ hoặc là đăng ký theo dõi định kỳ hàng tháng cái magazine trên web của chúng tôi, cái tạp chí trên web của chúng tôi. Vậy để mà tiếp cận xem được những cái video đó, thì họ phải làm gì em? Phải đăng ký mua theo dõi định kỳ hàng tháng một cái tạp chí trên web form nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Chỉ có thể là câu C thôi phải không? Là bằng việc đăng ký cái tạp chí online. Mình có từ online magazine ở đây chính là web magazine á, phải không nào? Còn những câu khác bị sai rồi. Câu A, nhập một cái mã khuyến mãi không thấy đề cập. Câu B, bằng việc thanh toán cho cái việc đăng ký mua, đăng ký theo dõi định kỳ hàng năm. Đâu có nói gì đến hàng năm đâu. Còn câu D là đăng ký mua theo dõi định kỳ một cái ấn bản in là càng sai nữa, phải không nào? Chỉ có thể là câu C thôi ha. Câu 193, why, tại sao Miss Antras viết email? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của việc viết email, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của email em nha. Câu ai trước, to express, để bày tỏ cái appreciation, cái sự đánh giá cao cho một cái dịch vụ website. Câu B, to alter, để thay đổi cái package, cái gói đăng ký định kỳ ban đầu của cô ấy. Câu C, to inquire, để hỏi về cái cách download một cái application, ứng dụng. Câu D, to report, để báo cáo về cái việc mà không thể truy cập vào nội dung của cô ấy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào đoạn đầu của cái email xem nó nói về việc gì em nhé. Rồi cùng đọc nào. Đây là cái email gửi từ Miss Andres đến cho dịch vụ khách hàng. Tôi đã mua một cái gói đăng ký định kỳ theo tháng trên website của bạn vào ngày hôm qua. Và mặc dù tôi đã truy cập được vào cái content, cái nội dung của bạn trên máy tính của tôi immediately, ngay lập tức, nhưng mà tôi không thể xem nó trên điện thoại di động của tôi. Tôi đã download cái ứng dụng như là hướng dẫn, nhưng khi tôi login, tôi đăng nhập vào, thì cái việc truy cập của tôi nó bị restricted, bị hạn chế, bị chặn. Vậy nó đang làm gì vậy em? Đang báo cáo về cái việc là cô ấy không thể truy cập được nội dung trên cái thiết bị điện thoại di động, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em?
chỉ có thể là cô đi thôi phải không, để báo về cái việc mà cô ấy không thể truy cập vào cái nội dung ha. Ok, có 194 cái điều gì được chỉ ra được nói về Miss Antares. Về từ khóa chính là Miss Antares vào hôm nào sẽ bán trước nha cô ấy. Cô ấy thì unfamiliar with, không có quen với, không có biết rõ về những cái features, tính năng của điện thoại cô ấy. Cô B, cô ấy sẽ nhận được cái nội dung tin tức online trong 2 tháng. Cô ấy sẽ nhận được cái tin online trong 2 tháng ha. Cô C, cô ấy đã nói chuyện với lại technician, kỹ thuật viên qua điện thoại. Cô D, cô ấy used to, đã từng subscribe, đăng ký theo dõi định kỳ, đăng ký mua định kỳ cho một cái phiên bản in của một cái ấn bản. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò tiếp bài số 3 nha, bởi vì bài số 3 nói về Miss Antares. Giờ tiếp sang cái bài chữ dò nha, đọc tiếp nha. Nếu mà bạn kiểm tra tài khoản của tôi, thông tin tài khoản của tôi, thì bạn sẽ thấy rằng là tôi đã thanh toán cho cái việc truy cập trên điện thoại di động. Bạn có thể vui lòng correct, sửa lại cái lỗi này và gửi cho tôi cái hướng dẫn về việc tôi cần phải làm gì hay không. Không có thông tin gì để chọn đáp án cả, phải không nào? Vậy đây rất có thể là câu liên hệ với bài ở trên đây. Vậy em dò ngược lên bài số 2 đi, bài số 2 chưa dò nè. Xem có cái thông tin gì liên quan đến bài ở dưới hay không? Xem có thông tin gì liên quan đến Miss Antares hay không? Từ cái bài số 3 thì mình suy được một điều là Miss Antares đăng ký cái gói theo tháng, phải không nào? Và đăng ký cái gói vừa đọc được tin tức trên website và điện thoại luôn, phải không em? Và theo tháng là 15 đô. Và không có thông tin nào liên quan đến Miss Antares nữa cả. Vậy mình dò ngược lên bài số 1 đi em, xem có hay không. Bài số 1 đoạn cuối chưa sử dụng thông tin, phải không nào? Em dò đoạn cuối xem có thông tin nào liên quan đến Miss Antares hay không, cùng đọc nha. Hãy truy cập cái website này và sign up, đăng ký cho cái subscription, cái việc đăng ký theo dõi, đăng ký mua định kỳ theo tháng cái báo online của chúng tôi trước ngày 10 tháng 7 thì sẽ nhận được thêm 1 tháng truy cập miễn phí. Ok, em để ý lại nè, nếu mà đăng ký theo tháng trước ngày 7 tháng 10 thì sẽ nhận được thêm 1 tháng truy cập miễn phí. Có nghĩa là đăng ký 1 tháng thêm 1 tháng nữa là được 2 tháng, phải không? Có một cái đáp án là 2 tháng mà Miss Antares là đăng ký theo tháng là đúng rồi nè em. Vậy bây giờ mình chỉ cần kiểm tra một cái thông tin là cô ấy có đăng ký trước ngày 7 tháng 10 nữa hay không, phải không nào? Vậy bây giờ em nhìn lại nè, bài số 3 là một cái email báo cáo về cái lỗi khi mà cô ấy truy cập tin tức ở trên điện thoại, phải không nào? Mà cái email báo cáo về lỗi á là chắc chắn diễn ra sau khi cô ấy đăng ký. Mà cái email này á được gửi vào ngày 3 tháng 7, vậy chắc chắn cô ấy đăng ký trước ngày 3 tháng 7 rồi, phải không nào? Vậy chắc chắn là cô ấy sẽ nhận được thêm 1 tháng truy cập cái tin miễn phí. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B ha, là cô ấy đăng ký cái gói theo dõi mua định kỳ theo tháng 1 tháng, nhưng mà cô ấy sẽ nhận được thêm một cái tháng miễn phí nữa, thì cô ấy sẽ nhận được cái tin online trong 2 tháng, được không nào? Ok. Có 195, Miss Antares đã phải thanh toán bao nhiêu tiền cho cái việc subscription, đăng ký mua, đăng ký theo dõi định kỳ của cô ấy? Lúc nãy mình dò rồi phải không nào? Là Miss Antares là đăng ký cái gói theo tháng, phải không? Và vừa xem được trên web, vừa xem được trên thiết bị di động luôn. Phải hàng tháng là 15 đô nè em. Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À, câu C ha, ok. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ được highlight trong bài này các em nhé. Bài số 1 là một cái quảng cáo. Đầu tiên mình có từ subscribe, có nghĩa là đăng ký mua hoặc là theo dõi định kỳ một cái gì đó. Ở đây là đăng ký mua theo dõi định kỳ News Incorporated. Ai nói rằng người ta không còn đọc báo nữa, họ vẫn còn đọc, chỉ là họ đã found, đã tìm thấy một cái medium. Mình có từ medium là phương tiện truyền đạt đây. Họ đã tìm thấy được một cái phương tiện, convenient là tiện lợi ha, tiện lợi hơn, đó chính là Internet. Và khi mà chuyển sang đọc báo, đọc cái tin tức online đó, thì những readers, những độc giả smart, thông minh đã chuyển sang đọc News Incorporated. Why? Tại sao? Bởi vì một lý do là họ có được những cái tin tức mà nó được updated, được cập nhật continuously, là một cách liên tục đêm. Và có thể accessible, mình có từ accessible là có thể truy cập hay là có thể tiếp cận ha. Access là truy cập hay là tiếp cận. Accessible tính từ là có thể truy cập hoặc là có thể tiếp cận. Và có thể truy cập một cách dễ dàng trên máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng. Một lý do khác đó chính là chúng tôi đăng dozens of, mình có từ dozens đây, có nghĩa là một tá, nhưng mà dozens of có nghĩa là nhiều ha, nhiều. Một lý do khác là chúng tôi đăng tải rất là nhiều những cái hình ảnh online mà nó related to, liên quan đến những cái sự kiện hiện tại. What's more, thêm nữa thì bạn sẽ có thể xem được, access to, mình có từ access to là truy cập hay là tiếp cận đấy em. Bạn có sẽ có thể tiếp cận, truy cập được
cái archive, mình có từ archive có nghĩa là cái nơi lưu trữ ha. Bạn có thể tiếp cận truy cập được cái nơi lưu trữ những cái bài báo tin tức cách đây hơn 5 năm của chúng tôi. Và of course, tất nhiên là bạn cũng sẽ có thể đăng những cái opinions, ý kiến, quan điểm của bạn và đọc được những cái ý kiến, quan điểm của người khác. News Incorporated provides, cung cấp hundreds of, hàng trăm những cái mẫu tin tức mỗi ngày. Và tất cả những cái tin này á thì được research, nghiên cứu và viết bởi một số journalist, là nhà báo đem, bởi một số nhà báo giỏi nhất trong ngành. We make sure, chúng tôi đảm bảo rằng là tất cả những cái tin của chúng tôi là accurate. Mình có từ accurate là chính xác đây. Tất cả những cái tin của chúng tôi thì chính xác và timely là đúng lúc ha. Tính từ, timely là tính từ nha, là đúng lúc. Có nhiều bạn thấy từ ly, tưởng nó là trạng từ, nhưng nó là tính từ, được không nào? Rồi, khi mà bạn subscribe to, khi bạn đăng ký mua theo dõi định kỳ News Incorporated thì bạn sẽ có thể xem được bao quát đa dạng những cái chủ đề khác nhau, bao gồm politics. Từ này nhấn thứ nhất nghe, politics có nghĩa là chính trị ha. Politics, chính trị. Bao gồm chủ đề về chính trị nè, sports, thể thao và entertainment là giải trí. Đọc giả thì cũng có thể access to, truy cập hay là tiếp cận những cái materials, tài liệu. Bonus là tặng thêm hay là thưởng thêm nè. Có thể tiếp cận những cái tài liệu, tặng thêm, ví dụ như là những cái videos bằng cách subscribing, đăng ký mua theo dõi định kỳ cái tạp chí web, cái tạp chí online hàng tháng của chúng tôi. Hãy truy cập website này và sign up là đăng ký nhem nha. Sign up là đăng ký ha. Và đăng ký cho cái gói subscription, mình có từ subscription là danh từ của động từ subscribe ở phía trên nè. Đây nè, subscription là cái việc đăng ký hay là cái việc mua định kỳ ha. Bằng cách đăng ký ở cái gói mua định kỳ 1 tháng cho cái tờ báo online của chúng tôi trước ngày 10 tháng 7 để mà nhận được thêm 1 tháng access, truy cập miễn phí. Được hôm nào? Ok. Hãy truy cập website này và sign up là đăng ký nè. Và đăng ký cho cái subscription. Mình có từ subscription là danh từ của động từ subscribe ở phía trên ha. Là cái việc đăng ký mua hay là theo dõi định kỳ. Và hãy đăng ký cho cái gói theo dõi định kỳ hay là mua định kỳ 1 tháng newspaper, tờ báo online của chúng tôi trước ngày 7 tháng 10 để mà nhận thêm 1 tháng truy cập miễn phí nữa. Ok, rồi tiếp bài số 2 là một cái form, một cái biểu mẫu trên một cái website ha. Mình có từ home là trang chủ, news là tin tức, world là thế giới, local địa phương, politics là chính trị, sports thể thao, entertainment giải trí, technology là công nghệ, culture là văn hóa, lifestyle là phong cách sống, videos, my account là tài khoản của tôi ha, subscription là cái việc đăng ký mua hay là theo định kỳ, contact là liên hệ, services dịch vụ subscription đăng ký mua theo định kỳ điện tử, vui lòng hãy chọn cái dịch vụ mà bạn muốn đăng ký mua theo định kỳ. Hãy đọc và đồng ý với lại những cái terms là điều khoản đây. Terms là điều khoản ha. Và conditions là điều kiện. Hãy đọc và agree, đồng ý với những cái điều khoản, điều kiện. Sau đó click vào từ next. Để có thêm thông tin á, thì hãy click vào cái package là cái gói đây. Vào cái gói hoặc là cái dịch vụ. Rồi packages, gói nè, regular là thông thường ha. Cái gói thông thường. Web only là chỉ đọc trên web thôi á. Thì là hàng tuần là 2,75 đô, hàng tháng là 11 đô và một năm là 110 đô ha. Rồi còn nếu mà đọc trên web và cả điện thoại di động luôn á thì một tuần á, hàng tuần là 3,85 đô, hàng tháng là 15 đô và mỗi năm là 150 đô. Còn cái tạp chí online, cái tạp chí trên web á thì là 8 đô một tháng, được không nào? Terms and conditions, điều khoản và điều kiện. Read, đọc. Tôi đã đọc và đồng ý với những cái điều khoản, điều kiện. Rồi next, tiếp theo ha. Ok. Bài số 3 là một cái email. Email này được gửi đến cho dịch vụ khách hàng của News Incorporated, gửi từ Miss Antres. Chủ đề là subscription, cái việc đăng ký mua theo định kỳ. Ngày gửi là ngày 3 tháng 7. Gửi dịch vụ khách hàng. Tôi đã purchase, tôi đã mua một cái gói đăng ký mua theo định kỳ 1 tháng trên cái website của bạn vào ngày hôm qua. Và mặc dù là tôi đã access to, truy cập, tiếp cận được ngay cái content, mình có từ content là nội dung nè. Tiếp cận được ngay cái nội dung của bạn ở trên cái máy tính của tôi immediately, là ngay lập tức. Nhưng tôi unable, không thể xem nó trên cái điện thoại di động của tôi. Tôi đã download cái application, mình có từ application là ứng dụng nè. Tôi đã download, đã tải cái ứng dụng, nhưng là đã được instruct, như là được hướng dẫn.
Mình có từ instruct động từ là hướng dẫn ha. Cô dịch lại, tôi đã download đã tải cái ứng dụng như được hướng dẫn, nhưng mà khi mà tôi login, tôi đăng nhập vào á thì cái access, cái quyền truy cập, cái sự truy cập của tôi bị restricted. Mình có động từ restrict là hạn chế, giới hạn ha. Restrict là hạn chế hay là giới hạn. Cái quyền truy cập của tôi nó bị hạn chế là nó bị chặn đấy em. Nếu bạn kiểm tra cái thông tin tài khoản của tôi á, thì bạn sẽ thấy rằng tôi đã trả tiền, tôi đã thanh toán cho cái việc truy cập trên điện thoại di động của tôi. Bạn có thể vui lòng correct, sửa cái error. Mình có từ error là lỗi ha. Bạn có thể vui lòng sửa lại cái lỗi này và gửi cho tôi cái instruction là cái sự hướng dẫn đấy. Và gửi cho tôi cái sự hướng dẫn về việc mà tôi cần phải làm gì. Rồi ký tên ha, câu 192. Câu A mình có từ code là cái mã. Còn promotional là khuyến mãi đây. Promotional có 3 nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, và thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là khuyến mãi đây. Promotional code là mã khuyến mãi ha. Câu 193, câu A mình có từ express là bày tỏ. Express động từ là bày tỏ ha. Appreciation danh từ là sự cảm kích hoặc là sự đánh giá cao, sự cảm kích hoặc là sự đánh giá cao ha. Câu A có nghĩa là để bày tỏ cái sự đánh giá cao cho một cái dịch vụ của trang web. Câu B mình có từ alter là thay đổi đây, nó bằng với từ change ha, thay đổi. Câu C mình có từ inability. Mình có từ ability là cái khả năng có thể làm được điều gì đó, còn inability phủ định là cái việc không thể làm gì đó ha. Rồi tới câu 194, câu A mình có từ be unfamiliar with. Be familiar with là quen với hay là biết rõ về cái gì đó. Còn be unfamiliar with là phủ định, có nghĩa là không có biết rõ về cái gì hay là không có quen với cái gì ha. Ok, rồi tiếp câu C mình có từ technician là kỹ thuật viên nè. Ok. Câu 196 đến câu 200 gồm có 3 bài đọc, 2 bài emails và 1 cái invoice là hóa đơn ha. Câu 196. Video Advertising Agency đã được yêu cầu làm gì? Về từ khóa chính là Video Advertising Agency, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Tìm một số cast member khác, câu B. Chọn cái venue, địa điểm cho một cái buổi quay sắp tới, câu C. Produce, đưa ra những cái phiên bản khác của một cái commercial là chương trình quảng cáo, câu D. Sử dụng cái phiên bản đã được cập nhật của một cái bản thảo. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò em nha. Câu đầu tiên mình dò bài số 1 trước nha. Xem Video Advertising Agency đã được yêu cầu làm gì. Kể từ đầu luôn ha. Ở đây có từ Video Advertising Agency phải không nào? Và em xem mà, bài số 1 là một cái email gửi đến từ James Nichols, đại diện của bộ phận kế toán của công ty Video Advertising Agency, gửi đến cho Jean phải không nào? Rồi cùng đọc nha. Hi Jean, tôi đã nhận được cái script, cái bản thảo được chỉnh sửa lại cho cái commercial chương trình quảng cáo truyền hình của Turnstand Motorcycle vào sáng hôm nay. Vì khách hàng này hiểu rằng cái việc đưa chúng ta cái phiên bản mới vào lúc này, ngay bây giờ đó, là một cái short notice, một cái thông báo rất là gấp, bởi vì chúng ta đã lên lịch để mà shoot bấm máy quay vào ngày thứ năm. Nhưng mà những cái changes, những cái sự thay đổi dường như rất là minor, rất là nhỏ. Anyway, dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ forward, chuyển cái bản thảo mới đến cho the cast, là cho cái diễn viên đấy em. Bởi vì có một số cái lines, cái dòng, một số cái lời thoại đã khác đi ha. Và tôi đã attach, đính kèm một cái bản copy cho bạn. Và cái đoạn này đang nói về việc gì vậy em? Là công ty Video Advertising Agency phải sử dụng một cái bản thảo mới được chỉnh sửa lại từ khách hàng để mà quay một cái chương trình quảng cáo, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu đi phải không? Là công ty này phải sử dụng một cái bản đã được cập nhật của một cái bản thảo ha. Ok. Câu 197, cái điều gì được chỉ ra được nói về Mr. Lipton? Về từ khóa chính là Mr. Lipton, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy đã agree, đồng ý quay một cái commercial chương trình quảng cáo vào ngày thứ 6. Câu B. Ông ấy đã nói chuyện với lại Mr. Pierce về một cái lịch trình. Câu C. Ông ấy muốn thực hiện một số cái thay đổi minor nhỏ cho cái bản thảo. Câu D. Ông ấy đã extend, kéo dài cái việc thuê một cái nơi hay là địa điểm thêm một ngày. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Lipton đang ở vị trí nào em nhé. Kể tiếp bài số 1 ha. Mr. Lipton chính là người nhận cái email này phải không nào? Phải mình dò tiếp cái email này em nhé. Also, cũng như vậy, tôi đã nói chuyện với Noah Peace tại địa điểm quay phim và hỏi ông ấy rằng liệu chúng ta có thể extend, kéo dài cái buổi quay cho đến 8 giờ hay không. Phải người nói chuyện với Noah Peace chính là cái người viết email này, là James Nichols phải không nào, chứ không phải là Mr. Lipton. Và mình loại đáp án B phải không? Câu B là sai nè.
Mr. Lipton đã nói chuyện với Mr. Pierce về cái lịch trình là sai. Rồi mình giao tiếp nha. He said, ông ấy nói rằng sẽ có một cái đoàn quay khác sau chúng ta vào lúc 6 giờ. Vì thế điều này là không thể vào ngày hôm đó. Điều này chính là cái việc kéo dài cái bữa quay đến lúc 8 giờ, phải không nào? Rồi tiếp ha. However, tuy nhiên, nếu chúng ta đặt cái ngày hôm sau thì ông ấy có thể kéo dài cái bữa quay của chúng ta. I'm fine, tôi thì ổn với cái sự trì hoãn cái việc quay thêm một ngày. If you're in agreement, nếu bạn đồng ý thì hãy cho tôi biết và tôi sẽ xác nhận cái việc rescheduling, cái việc sắp xếp lại lịch trình hay là cái việc đổi lịch cùng với Noah. Nó sẽ cho bạn thêm cái thời gian quay phim mà bạn yêu cầu. Và cái đoạn này đang nói về việc James Nichols hỏi ý Mr. Lipton xem Mr. Lipton có đồng ý trì hoãn việc quay phim và dời nó sang một ngày hay không, phải không nào? Cũng chưa có thông tin để dò đáp án luôn em. Vậy đọc tiếp nha. Tôi sẽ out of the office, là không có mặt ở văn phòng, vào cái the rest, cái thời gian còn lại của ngày hôm nay. Vì thế hãy gửi tin nhắn điện thoại cho tôi nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Cảm ơn và tôi sẽ gặp lại bạn vào cái cuộc họp sản xuất vào trưa ngày mai. Cũng không có thông tin để trả đáp án luôn, phải không nào? Vậy mình giờ tiếp bài số 2 ha. Rất có thể đây là câu liên hệ giữa hai bài đấy em. Rồi đọc bài số 2 nào. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Noah Pierce, gửi từ Mallory, chủ đề là thay đổi lịch trình. Hi Noah, tôi đã nhận được cái tin nhắn của bạn về việc thay đổi lịch trình. Tôi hiểu rằng James Nichols muốn trì hoãn cái việc quay phim thêm một ngày. Vậy thì em xem nè, Mallory đã nhận được cái sự thay đổi lịch trình từ Noah. Và điều này có nghĩa là James Nichols đã xác nhận cái sự thay đổi lịch trình cùng với Noah, phải không nào? Vậy điều này cũng có nghĩa là Mr. Lipton đã đồng ý trì hoãn về phim và chuyển nó sang một ngày, dời nó sang một ngày, phải không nào? Có một cái đáp án về việc Mr. Lipton đồng ý quay phim vào một ngày là câu A, không nào, em đọc lại nha. Ông ấy đã đồng ý quay phim cho một cái chương trình quảng cáo vào ngày thứ 6. Và việc cần làm là bây giờ mình cần phải xác định xem cái buổi quay phim được đổi lịch á, nó có phải diễn ra vào ngày thứ 6 hay không. Nếu nó diễn ra vào ngày thứ 6 thì đáp án là câu A, phải không nào? Rồi bây giờ mình dập tiếp bài số 2 xem phải nói gì đến thứ 6 không em. À, đây có từ Friday, phải không nào? Đọc câu này thử nha. Nếu bạn cần ai đó ở đó cho toàn bộ cái bữa quay á, thì có thể yêu cầu Gina Watson. Tôi không nghĩ rằng cô ấy được lên lịch trình làm bất cứ điều gì vào ngày thứ 6. Và điều này có nghĩa là cái bữa quay được đổi lịch đem nó diễn ra vào thứ mấy? À, thứ 6, phải không nào? Và đáp án là câu câu A luôn ha. Ok. Câu 198. Trong cái email thứ 2 thì cái từ function ở đằng 1 dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A, duty, trách nhiệm, bổn phận. Câu B, event, sự kiện. Câu C, purpose, mục đích. Câu D, result, kết quả. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ function đang ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Email số 2, đoạn 1, dòng 3. Ở đây form nào, rồi đọc câu này em nhé. Tôi có một cái function tại trường của con tôi, cần phải tham dự. Vậy thì em xem là tham dự một cái function, vậy function có nghĩa là gì? Em drag vào xem cái nghĩa nào phù hợp nhất. Chỉ có thể là câu B thôi, phải không nào? Function là một cái sự kiện để mà tham dự. Còn câu A, trách nhiệm, nhiệm vụ, đâu thế nào tham dự được đâu, phải không nào? Câu C, mục đích cũng không được, câu D, kết quả cũng không được. Chỉ có thể là câu B thôi ha. Và chỗ này function đồng nghĩa với từ event em nhé. Câu 199, cái điều gì có thể được suy ra về John Collins? Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Dina Watson sẽ replace, thay thế ông ấy vào một khoảng thời gian trong ngày 12 tháng 4. Câu B, ông ấy đã không thể làm thêm giờ vào ngày được yêu cầu. Câu C, Peter Advertising Agency đã bị tính phí là $600 cho dịch vụ của ông ấy. Câu D, ông ấy đã được gửi một cái bản copy của bản thảo bởi Miss Bateman. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem John Collins nằm ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp bài số 2 ha. Ở đây form nào, rồi cùng đọc em nhé. Additionally, thêm vào đó, the cast, số lượng diễn viên cho lần sản xuất này, lần quay phim này thì không có quá lớn, không quá nhiều. Và John Collins sẽ ở đó để làm bất kỳ cái touch-ups cần thiết nào về tóc và trang điểm. Về từ câu này mình suy được một điều là John Collins là thợ trang điểm và làm tóc, phải không nào? Cái đoạn này mình dò rồi ha, cũng chưa có đáp án luôn. Và mình dò tiếp bài số 3 đi em, xem có thông tin nào liên quan đến John Collins hay không. Bài số 3 là một cái invoice, một cái hóa đơn gửi từ Hinterland Production Studio ở địa chỉ này, gửi đến cho Peter Advertising Agency ở địa chỉ này ha. Đây là dịch vụ nè, đây là giá cả ha. Thì em xem có thuê những dịch vụ gì đây. Thuê phòng studio nè, vào ngày này nè, giờ này ha. Rồi thuê những trang thiết bị âm thanh, rồi thuê cái người mà vận hành, cái người mà điều chỉnh, điều khiển âm thanh ánh sáng nè. Hai người, $400 một người. Rồi thuê thợ làm tóc và trang điểm, hai người, $600 một người. Ok, vậy điều này có nghĩa là gì em? Peter Advertising Agency đã phải trả một cái mức phí
cho người thợ làm tóc là 600 đô một người, có nghĩa là đã trả cho Juan Carlos 600 đô, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C ha, ok. Câu 200, what is true, cái điều gì đúng về Peter Advertising Agency? Xe bán trước nha câu A. Nó đã cử Mr. Nichols đến Vines Avenue để mà hoàn tất cái việc thanh toán. Câu B, nó đã thuê cái thiết bị ánh sáng từ Hinterland Production Studios. Câu B là sai, phải không nào? Nó không có thuê thiết bị ánh sáng mà nó thuê cái gì vậy em? Nó thuê thiết bị âm thanh và thuê cái người vận hành, cái người điều chỉnh âm thanh ánh sáng, phải không nào? Vậy câu B sai ha. Tiếp câu C, nó đã nhận được cái giảm giá cho một số cái dịch vụ. Câu D, nó nằm ở cùng thành phố với lại Hinterland Production Studios. Đáp án là câu D, phải không nào? Lúc nãy mình thấy rồi đây em. Đây nè, Hinterland Production Studios ở Los Angeles và Bitter Advertising Agency cũng ở Los Angeles luôn, phải không nào? Đáp án là câu D ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Bài số 1 là cái email gửi đến cho Mr. Lipton, gửi từ James Nichol. Chủ đề là một cái sự thay đổi, ngày gửi là ngày 8 tháng 4. Đính kèm là một cái bản thảo mới. Tôi đã nhận được cái bản thảo được revise và được chỉnh sửa thay đổi đấy em, cho cái commercial. Mà cái từ commercial thường gặp là thương mại, nhưng commercial danh từ còn có nghĩa là sự quảng cáo nữa ha. Cho cái sự quảng cáo, cái chương trình quảng cáo truyền hình Turnstile Motorcycle vào sáng hôm nay. The client, khách hàng này hiểu rằng cái việc đưa cho chúng ta cái bản mới bây giờ là một cái short notice, là cái sự thông báo gấp gáp đấy em, là một cái sự thông báo vô cùng gấp gáp, bởi vì chúng ta đã lên lịch để mà bấm máy quay vào ngày thứ năm. Nhưng những cái sự thay đổi appear dường như là rất là minor, là nhỏ đây, dường như rất là nhỏ. Anyway, dù sao thì tôi sẽ forward, là chuyển hay là gửi ha, chuyển hay là gửi, thì tôi cũng sẽ gửi ở cái bản thảo mới cho the cast. Mình có từ cast là diễn viên đấy em. Tôi cũng sẽ gửi cái bản thảo mới cho những cái người diễn viên, bởi vì một số cái dòng, một số cái lời thoại đã khác, và tôi cũng đã đính kèm cái bản copy cho bạn. Tôi cũng đã nói chuyện với Nora Pierce tại cái venue, là nơi hoặc là địa điểm thêm, tại địa điểm quay phim, và đã hỏi ông ấy xem liệu rằng chúng ta có thể extend, là kéo dài cái bữa quay cho đến 8 giờ hay không. Ông ấy nói rằng có một cái đoàn quay khác sau chúng ta lúc 6 giờ, vì thế điều này là không thể vào ngày hôm đó. However, tuy nhiên, nếu chúng ta đặt cái ngày hôm sau thì ông ấy có thể kéo dài cái thời gian quay phim của chúng ta. Tôi thì ổn với cái sự trì hoãn việc quay phim thêm một ngày. Nếu bạn đồng ý thì hãy cho tôi biết, và tôi sẽ confirm, là xác nhận cái việc rescheduling, cái việc đổi lịch, sắp xếp lại lịch cùng với Nora. Cái điều đó sẽ cho bạn thêm cái thời gian quay phim mà bạn đã yêu cầu. Tôi thì out of the office, không có ở văn phòng. For the rest, mình có từ rest là phần còn lại, cái thời gian còn lại đấy em. Tôi thì không có ở văn phòng trong cái thời gian còn lại của ngày hôm nay. Vì thế chỉ cần gửi tin nhắn qua điện thoại của tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Cảm ơn, và tôi sẽ gặp lại bạn vào cái cuộc họp sản xuất vào trưa ngày mai. Rồi ký tên ha. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Nora Pierce, gửi từ Mallory. Chủ đề là thay đổi lịch trình, ngày gửi là ngày 9 tháng 4 ha. Hi Nora, tôi đã nhận được tin nhắn của bạn về sự thay đổi lịch trình. Tôi hiểu rằng James Nichols muốn trì hoãn việc quay phim một ngày. Tôi rảnh để mà làm tóc và trang điểm cho cái chương trình quảng cáo vào ngày 12 tháng 4 thay vì vào ngày thứ năm. Nhưng tôi phải rời đi trước 6:30. Tôi có một cái function. Thường mình gặp từ function có nghĩa là chức năng. Nhưng trong cái trường hợp này nó có nghĩa là một cái buổi lễ hay là một cái sự kiện ha. Nó bằng với từ event đây. Tôi có một cái buổi lễ, một cái sự kiện tại trường của con tôi cần phải tham dự. Cái điều này sẽ ổn thôi, bởi vì tôi đã check out, là kiểm tra đấy. Tôi đã kiểm tra các bản thảo và những cái bức ảnh của diễn viên, và cái việc make up, cái việc trang điểm và làm tóc á, thì sẽ straightforward, là không có phức tạp ha. Straightforward, không phức tạp. Additionally, thêm vào đó thì cái số lượng diễn viên cho cái việc sản xuất lần này, cái buổi phim lần này thì không có quá nhiều, không có quá lớn. Và Joan Collins sẽ ở đó để mà làm bất kỳ cái touch up, là cái sự chỉnh sửa đây. Touch up là chỉnh sửa ha. Bất kỳ cái việc chỉnh sửa cần thiết nào cho tóc và trang điểm. Nếu bạn cần ai đó ở đó, entire là toàn bộ đây. Nếu bạn cần ai đó, một người nào đó ở đó cho toàn bộ cái bữa quay luôn á, thì có thể yêu cầu Diana Watson để mà thực hiện. Bởi vì tôi không nghĩ rằng quái được xếp lịch để làm bất cứ điều gì vào ngày thứ 6. Hãy cho tôi biết vào ngày hôm nay xem liệu rằng bạn có muốn tôi làm cái công việc này hay không. Rồi ký tên ha. Ok, bài số 3 là một cái hóa đơn. Hóa đơn này được gửi đến từ Hinterland Production Studio ở địa chỉ này, gửi đến cho Beetle Advertising Agency ở địa chỉ này ha. Services render là những cái dịch vụ được
render được cung cấp. Đầu tiên là rental là thuê cái phòng quay phim nè, vào ngày 12 tháng 4 từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thì cái giá là 2.200 đô ha. Rồi tiếp, việc thuê cái equipment là trang thiết bị đem, trang thiết bị âm thanh thì cái giá thuê là 280 đô. Tiếp theo, hiring là thuê operators, là cái người vận hành, là cái người điều khiển nè, người vận hành hay là người điều khiển ha. Thuê người vận hành, người điều khiển, người điều chỉnh âm thanh ánh sáng. Hai nhân viên là 400 đô mỗi người, về tổng cộng là 800 đô ha. Rồi tiếp thuê thợ trang điểm và làm tóc. Hai nhân viên, hai người, ở cái mức phí là 600 đô một người, thì tổng cộng là 1.200 đô. Subtotal, tổng cộng cái phí của cái phần này á là 4.480 đô, thêm thuế là 480 đô nữa, thì cái số tiền mà owe là nợ đấy, mình có từ owe là nợ ha, là cái số tiền nợ, số tiền cần phải trả đó là 4.960 đô. Payment, cái việc thanh toán cho cái tổng số tiền thì sẽ due, mình có từ due là đáo hạn hay là đến hạn đấy, sẽ đáo hạn, sẽ đến hạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. Cái việc thanh toán thì có thể được gửi via, là thông qua ha, thông qua cái transfer là chuyển đấy, transfer là chuyển ha, thông qua cái việc chuyển direct trực tiếp, hoặc là được thực hiện bằng cái credit card, là cái thẻ tín dụng ha. Credit card là thẻ tín dụng. Rồi, đối với cái trường hợp mà thanh toán bằng cái tờ séc, cái tờ ngân phiếu của công ty á, thì vui lòng hãy ghé đến văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ được nêu ở phía bên trên, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ thứ hai cho đến thứ năm. Được không nào? Sẽ có 196. À không có ha, sẽ có 198. Có ai mình có từ duty là trách nhiệm hay là nhiệm vụ đi. Duty là trách nhiệm hoặc là nhiệm vụ ha. Câu 199, câu ai mình có từ replace là thay thế,